Ê kì, bạn Google Wi-Fi là gì ấy? Wi-Fi trong cả khu rồi đúng không ạ? Ủa, không có 4G à? Người đăng ký cho. Đây này. Tôm D 30 gửi 191. Xong. Kìa. Này thằng ngồi đi đâu ấy? Này. Đi đâu ấy? Tôi trẻ thường khờ dại, ích kỷ và ngu ngốc, chỉ nghĩ cho chính mình để rồi lại hối tiếc. Đừng đổ lỗi ai ơi, ai ơi, chỉ tại ở mình thôi, chỉ tại ở mình thôi. Và từng ngày rồi mình cũng sẽ khác, biết quan tâm yêu thương, chia sẻ mọi điều tốt là cuộc sống. Ai ơi, ai ơi, ai ơi, tôi trẻ là sẻ chia, là cho đi không cần nhận lại, đắn đo làm gì, cứ sống sao cho hết mình đi. Là yêu thương trẻ nhỏ, giúp đỡ người già, sẻ chia chẳng phải là điều khó khăn. Cùng nhau ta khoác vai đi khắp thế gian này, và ta sẽ giúp đỡ bất cứ ai cần ta. Sẻ chia mà nơi đâu có khó khăn gì, từ những thứ giản đơn ở xung quanh ta, như là đã tắt tomato dùng không thời hạn, dùng data mọi nơi không cần wifi. Từ những thứ nhỏ bé ta cùng nhau gom lại, để rồi từng ngày ta thấy yêu đời hơn. Bạn đến những nơi không có wifi, lại cần lên mạng ngay lúc này, thì có tomato data ở đây, cùng sẻ chia niềm vui online cùng tôi. Từ đây qua dễ đăng ký dùng data, để sẻ chia niềm vui với cả nhà, cùng lướt web xem phim online tất cả, cùng sẻ chia để ai cũng dùng tomato data không thời hạn. Soạn tin tâm đến 30 rồi luôn đến 191, ta sẽ có ngày một đi mãi mãi. Cảm ơn bất cứ khi nào, dù bất cứ nơi nào, chẳng còn phụ thuộc wifi bạn ơi. Cùng sẻ chia nữa đi nào, cùng kết nữa nữa đi nào, bạn sẽ thấy yêu đời lắm thế. Cùng sẻ chia nữa đi nào, cùng kết nữa nữa đi nào, tuổi trẻ ngày gì sẽ chia, tuổi trẻ ngày gì sẽ chia.